Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một cái mô hình là trồng đậu đũa, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì có một câu hỏi của bạn là Sơn Trường đó, thì bạn này có hỏi mình á là bạn trồng đậu đũa là được 40 ngày rồi nhưng mà nó bò rất là nhiều luôn nhưng mà nó không có trái. Thì bạn này hỏi mình á là có cách khắc phục và để cho cây đậu đũa của bạn nó có trái hay không. Thì đối với mà cái cây đậu đũa các bạn, thì nếu như mà chúng ta trồng vào cái mùa mưa á thì nó phát triển rất là tốt luôn, nhưng mà đặc biệt các bạn nó rất là ít trái, tại vì các bạn nó sinh trưởng nhiều hơn sinh thực. Thì do đó các bạn thì chúng ta sẽ trồng vào những cái tháng nắng thì nó sẽ là tốt hơn ha. Thì thông thường các bạn thì mình sẽ trồng vào những cái tháng như là 20 tháng 2, 20 20 tháng 3 các bạn. Thì những cái thời điểm đó là những cái thời điểm chuẩn để chúng ta trồng cái cây đậu đũa ha. Đó, thì trong cái trường hợp này các bạn thì nếu như mà bạn trồng vào những cái tháng mưa mà nó sinh trưởng nhiều hơn sinh thực á mà nó không có trái á, thì bạn có thể là bạn tiến hành á là bạn bấm đọt cho nó nha. Cái giai đoạn á mà nó 40 ngày tuổi là nó đã ra bông rồi. Thì thông thường á là cái đậu đũa này á thì trồng đúng 2 tháng là 60 ngày các bạn là mình có thể là mình thu hoạch được, nhưng mà 40 ngày mà không ra bông á thì mình hãy tiến hành mình bấm đọt cho nó ha. Mình bấm ngọn cho nó hết luôn, toàn bộ những cái nhánh chèo luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ không có tưới nước nha các bạn ha, và mình sẽ bón cho nó một cái phân bón lá, đó là 10 60 10 ha. Đây là một cái phân bón lá nó chiên kích ra bông các bạn, cũng như là nó làm cho ra trái nghịch mùa. Nó thì bạn hãy sử dụng cái chai thuốc này ha, cái chai thuốc này ở trên thị trường bán là 32.000 cho 100 gram ha, và mình sẽ xịt được là 2 lần. Mỗi lần là mình sẽ xịt là 50 gram cho bình là 25 lít nước. Nó thì bạn xịt đó thì bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó thôi. Và mình có để link ở dưới cái đường mô tả, thì bạn chỉ nhấp vào bạn mua thôi. Bạn mua trên những cái sàn thương mại điện tử ha. Ví dụ như là Shopee nè, Lazada nè, hoặc bạn có thể là ra những tiệm vật tư nông nghiệp á để các bạn mua về các bạn sử dụng ha. Nó rất là dễ luôn. Nó thì các bạn nào mà đang trồng đậu đũa thì các bạn lưu ý như thế này nè, thì đối với cái cách trồng đậu đũa các bạn thì cái khoảng cách của nó là nó khoảng đâu là 2,5 tấc cho đến 3 tấc ha, là mình sẽ bỏ cho một gốc, và cái liếp kính liếp của nó là khoảng đâu là 6 tấc, và mình phải đảm bảo được cái ánh sáng của nó ha. Và đặc biệt ở đây là mình sẽ không có bấm đọt, mình cho nó bò tự nhiên luôn. Và đến khi nào mà nó, ví dụ như mình trồng vào cái những cái tháng mà nó cái tháng mưa nè mà nó sinh trưởng mà nhiều hơn sinh thực á, thì mình mới tiến hành là mình bấm ngọn cho nó đặng nó thun lại, đặng cho nó tập trung mà nó ra quả nha các bạn. Còn cái phân mà để bón cho nó các bạn, thì thông thường thì chúng ta sẽ bón cái phân 20 15 ha, hoặc là các bạn có thể là bón cái 16 16 16 8 cũng vẫn được nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt á, thì mình phải có cái lượng kali ha, mình bón kali cho nó. Tại vì ở trong cái phân 20 15 là nó đã có cái kali rồi. Cái phân mà loại ba màu các bạn, nó thì các bạn có thể là tìm dễ dàng, các bạn mua ở trên những thương mại điện tử hoặc là tiệm vật tư nông nghiệp ha, nó tầm khoảng đâu là 800 ngàn cho một bao đó. Thì cái thời điểm mà mình chia sẻ cho các bạn thì cái giá phân nó rất là cao rồi. Thì bạn có thể là cân 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 nhắc ha. Đây là cái vườn đậu đũa nha các bạn, thì các bạn có thể là xem qua. Cái này là mình làm vàng ha. Cái này là vườn đậu đũa của ông anh mình. Mình mượn cái mô hình này để mình quay, để mình chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật là trồng đậu đũa, cũng như là trả lời câu hỏi cho bạn Sơn Trường ha. Đó, thì bạn nào mà đang xem thì hãy cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký ha, để kênh mình nó phát triển nha các bạn, cũng như là các bạn nào mà có câu hỏi gì á thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới video của mình, thì mình sẽ rep câu hỏi cho các bạn bằng cái video ha, cũng như là sẽ trả lời bình luận những cái câu hỏi dễ khi mà các bạn comment vào kênh của mình ha. Thì kênh của mình là hiện tại là đang chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bầu bí nè, cũng như là những cái loại hoa Tết ha. Nhưng mà những cái câu hỏi khác á mà mình trong khả năng mình có thể mình trả lời được thì mình sẽ đi quay những cái mô hình khác để mình chia sẻ cho các bạn ha. Ví dụ như bạn Sơn Trường nè, thì bạn hỏi mình về cái kỹ thuật trồng đậu đũa, thì mình cũng tìm cách là mình đi quay cho các bạn, cũng như là mình chia sẻ cho các bạn về cái cách mà trồng đậu đũa ha, cũng như là cái cách khắc phục mà khi mà nó không ra trái nha. Thì một lần nữa thì bạn hãy mua cái thuốc là 10 60 10, cái phân bón lá 10 10 60 10 ha, cộng TE, bạn về bạn xịt cho nó ha. Bạn xịt cho nó là khoảng là 2 cử, và cái thời gian cách nhau là 7 ngày ha. Hoặc là bạn có thể sử dụng cái phân bón lá là G5 30 30 các bạn xịt cũng được. Và mình có để link cho các bạn mua, hoặc các bạn có thể là lên Google á, các bạn search ra thì nó sẽ ra thôi. Nếu như là cái khu của bạn là nó không có bán cái những cái loại thuốc mà mình vừa nêu ha.
Đó, thì trên mạng bây giờ nó bán đầy các bạn. Đó. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi, mình cũng không có nói dài dòng nữa. Cơ bản thì nó chỉ vậy thôi. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha. Nhớ đăng ký và like nha các bạn.